Ở đây yêu cầu là giải phương trình logarit cơ xóa của x sơ bình phương trừ 3 x sơ trừ 1 bằng logarit cơ xóa của x sơ trừ 1. Đấy. Thế thì có một học sinh giải như sau. Là tương đương với x sơ bình phương trừ 3 x sơ trừ 1 bằng x sơ trừ 1. Rồi chuyển về x sơ bình phương trừ 3 x sơ trừ 1 trừ cho x sơ trừ 1 bằng cộng tương đương với x sơ bình phương trừ 3 x sơ trừ 1 trừ x sơ cộng 1 bằng 0. Trừ 1 cộng 1 hết và cái này sẽ tương đương với x sơ bình phương trừ 3 x sơ trừ x sơ trừ 4 x sơ bằng 0 và tương đương với x sơ bằng 0 x sơ bằng 1. Vậy phương trình có hai nghiệm là 0 và 1. Thì các bạn hãy nhận xét lời giải này có được hay không? Hãy comment ở chỗ bình luận nhé.